Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 4, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2015. Đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên trong ban chỉ đạo, các đoàn thanh kiểm tra liên ngành, lãnh đạo ngành y tế, sở ngành liên quan của tỉnh, thành phố Đà Lạt, các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và các em học sinh sinh viên đã tham dự. Chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015 là sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn. Nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người, đến sự phát triển nòi giống và gián tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, xuất khẩu, phát triển ngành du lịch và uy tín của địa phương trong việc mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước. Vì thế, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 3 vụ ngộ độc với trên 70 người mắc. Đặc biệt, tình trạng rau quả bị nhiễm hóa chất độc hại, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản còn dư lượng kháng sinh. Việc sử dụng hóa chất, phụ gia không đảm bảo đúng quy định còn phổ biến, chưa kiểm soát được triệt để. Việc kinh doanh thực phẩm tại các chợ, các khu vực lễ hội, trường học vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm nhập lậu chưa được ngăn chặn kịp thời là những công việc mà tỉnh Lâm Đồng kêu gọi nhà sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn cùng chung tay thực hiện công tác an toàn thực phẩm. Đến dự lễ phát động vì an toàn thực phẩm năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Liêm kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể và người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm hơn nữa. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo liên ngành, tôi kêu gọi các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, giết mổ, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh rau thịt, ban quản lý chợ, siêu thị, các chợ đầu mối, khu du lịch, khu công nghiệp và nhân dân tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu số vụ ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, mọi nhà, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Tôi yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương nắm chắc nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng cần cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm để tự bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng, tham gia giám sát, phát hiện các hành vi gian dối trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng và đại diện hợp tác xã Xuân Hương thành phố Đà Lạt đã hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015 với các cam kết cụ thể trong đẩy mạnh tuyên truyền người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, lựa chọn đến chế biến thực phẩm, đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh trên rau, thịt, tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi vi phạm, đẩy mạnh công tác kiểm soát giết mổ, công khai những cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, với quyết tâm kiểm soát và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.